Này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 51 vận SSX. SSX. Lối có một lối ốc vít này, con vịt này, tết tóc này, quét dọn này, quét dọn tết tóc, ốc vít, con vịt, ốc vít, quét dọn tết tóc, con vịt, ốc vít, con vịt, tết tóc, quét dọn. Vịt, con vịt, tết tóc, ốc vít, con vịt, quét dọn, tết tóc, câu 2, tiền, S, S ít thịt bò, bồ kết, con vẹt, 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 thịt bò, bồ kết, con vẹt. Câu 3, lối đàn vịt bơi ở ao, mẹ tết tóc cho bé, trời trợ rét. Đàn vịt bơi ở ao, mẹ tết tóc cho bé, trời trợ rét. Đàn vịt bơi ở ao, trời trợ rét, mẹ tết tóc cho bé. Bài 5 nghĩa xong, tạm biệt các bạn.